ba lô em mở năm kia đấy có cái nguyên mượn này lên không đầu tiên chúng ta lên cái
tí đưa sau. Hai cái này nước mặt của cô ba đấy nha. Những kim cương đến đá rất là cái giá trị rất tuyệt vời. Xin cảm ơn cô ba.